nhạc này nhạc thích đấy, bật nhạc lên để nghe nếp hay lên, thằng cháu thanh nhạc lên. Nhạc nó vẫn đang Thì kêu, mày đang quay chạy cả tiếng rồi. nhạc ấy, bật 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 ghi đeo em, bật ghi đi. Đang ghi Anh hỏi gì rồi. đấy? Chỉ đánh nhau anh nhá. Không anh ơi, chạy xong off rồi anh ơi. Em đánh đang nhau ở đi Tuyền chỗ Châu nào? Đang ở Tuyền Anh Châu, yếu tôi ông nào? Anh nào ở Tuyền Bắc Kinh Tuyền à? Châu à? Tuyền Châu nhiều hoa đám thế. Vượt map kiểu gì đấy anh? Tab. Tab à? Mày ấn tab bản đồ nhỏ nó to to ra, mày lên chỗ hành cước thương nhân đi. Thành cước thương nhân. À, ở hành cước thương nhân đây Tuyền rồi. Châu ấy. Ừ, đến đi đây anh rồi. Đứng ở đây. Đây là bảy bình bông đây rồi, đang cưới con mèo đây đúng không? Em đang cưới con... Thôi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi đâu? Đi đâu đi theo em này. Đi 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 đây. Nào đi bên này, đây này, đi 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 bên này. Ôi giời. Có lag không? Vẫn đang lag đúng không? Không, không lag luôn gì hết, vẫn bình thường. Ờ. Đi bên này, ôi đông người. Ôi đông thế. Khu này quá khu mà cái gì đấy, Thái Hư đấy nhở đúng không? À, khu Thái Hư này, đi bên này, đừng đi trước, đi bên này, cái này, qua lại, anh em đi sang chỗ lôi đài ở dưới này, có lôi đài. À rồi ok nha, em không chơi nha, ở đây có cái lôi đài đây. Ờ, có cái thằng nhiệm vụ Hạ Kiệt đây, rồi đi bên này tiếp. Đây, đây, cái này này. Chỗ này là để làm phù chỉ đây, có cái gì chu sa cái thứ đấy, đây là bến cảng đó bây, ra cảng đấy đồ. Cảng đây. Ờ. Mẹ cảng rất đẹp, rất lung linh. Rồi bây giờ mình vòng xuống dưới kia thôi nhá. Đây. Tiền Châu chắc cũng hết hết cái nổi bật rồi đấy. Phải ở đâu ở Dương Dương Kinh ở đâu mới to cơ. Dương Kinh đồ sơ đấy. Bàn thôi. À đâu không phải Dương Kinh mà ở đâu ấy. Biển Kinh. Biển Kinh. Bưởng ơi, đại tiếng Bưởng nó mới lên cái rồi đi. Đây cái thằng tư nhân thì vừa hồi xưa mua pháo hoa đấy đây. Mua quả nó nặng một cái nó là 500 dương ấy. Thế? Đây trên này. Và theo sau đi dây à, đỡ phải ấn xuống. Ơ theo sau của gì? Theo sau đi. Chỉ ấn can trôn kích bán đồ ạ. Cái bố này mới bán cái nơi như này. Ấn can trôn nhá. Kích chuột phải mọi người, thằng em cần đấy thằng ấn theo sau. À đây rồi, em gì theo sau không vậy? À đây rồi. Ủa đơn giản nhỉ? Rồi. Đấy đơn giản, cứ đến thành cái đi sau anh theo sau. Rồi hoàn thành một vòng nhá, rồi anh em chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo này, Sa Phu đến Biện Kinh nhá. Đợi đi. Xong đi. Đấy, theo sau không được. Chuột phải vào theo sau. Không có cười khẽ gì cả. Ai vẫn nhầm an nhầm. Rồi ok nghe đi. Mà mày bị kinh thì to lắm. Không thể không dạo qua trung tâm rồi. Dạo qua khu trung tâm thương mại Nguyễn Kim nhỉ? Ờ, vừa là khu trung tâm rồi. Khu này là sống chết với nhiều cái đúng đi ống đi trong này này. Cỏ hoa bắt đầu bắn trong đống này. Đây là cả một bầu trời quá khứ quay trở về. Trời ơi. Bên thủ phố ở bên này nó có một cái đây, chỗ này có một cái thằng quá khứ của các anh trai tôi, không phải quá khứ của tôi. Tôi không biết cái gì. Đây là tư đạo nhân đây. Đây là cái chỗ để học ở ấy đây. Anh nào không biết bao nhiêu tiền ở đây rồi đấy. Đang sống. Trong này thì võ sư với cả nói chung trong này không quan trọng lắm. Cái game này nhá, anh bảo là cái game này khi em đánh nhau nhá, em phải tính toán. Vì em nhìn thấy bình máu với mana chưa? Đúng rồi. Chỉ cho em 3 bình thôi. Nếu như em đang để chế độ bình thường như này nhá, thì em có thể bơm bao nhiêu máu tùy thích nó sẽ lên. Nhưng khi mà em chuyển sang PK đánh nhau nhá, thì 3 phút giãn cách 3 phút em mới được bơm một bình. Đây là khu hoàng thành đây. Chỗ này là các cao thủ quyết đấu đây, trên tường thành đây. Nó có một cái map đấu trong võ đài ấy, đấu trên nóc nhà đấy, trên nóc nhà hoàng cung đấy. Ok, vậy là chúng ta đã đi được một vòng rất là nhanh. Đấy. Vòng rồi đấy, đã kết thúc một vòng. Bây giờ thì thần anh bảo điển đi với nhau cho nó gần nhá. Bật F4 lên, ấn vào thần anh bảo điển. Chọn NPC thành thị. Chọn vào thành đô nhá, thành đô là thủ phố nam thôi.
Thành Đô cũng Thành to Đô đúng thì thủ phủ rồi, có cái chỗ này có cái sứ giả băng phái với cái thằng mấy thằng gia đình à thằng nạn dân ất ất giác các thứ này, hai là để làm vụ ấy, thằng cái vụ ấy à ất ất giác Vĩnh Bình nhỉ, bốn thằng khốn nạn. Lúc này thì chắc chắn là không thể không lạ lẫm gì đó chính là giã tẩu. Bởi vì những người mới chơi thì không chỉ là người ta bắt đầu ở Tiền Châu mà người ta bắt đầu ở Thành Đô nữa. Rồi chúng ta sẽ đi xuống phía này. Thành Đô thì đây nó còn có cả nhận nhiệm vụ của Bách Hiểu Sinh nữa. Đúng, thứ giả tàng kiếm đây, nhưng mà tàng kiếm Tuyền Châu Dương Châu thì mới là cái đi nhiều. Còn tàng kiếm mấy chỗ này thì toàn tàng kiếm mũi thì không ai đi. Leo vào thấp á. Nạn dân giáp rồi. Rất nhiều. Đây chỗ này là chỗ hay gặp góc lác, nếu mà ấn tự động chạy trên bản đồ đây. Nạn dân giáp rồi. Gặp nhị nương các thứ. Ơi Sa Phu đây, chúng ta sẽ đến với cả Ngũ Hành Tôn Giả. Ngũ Hành Tôn Giả. Mấy chỗ này là chỗ chiến đấu liên server em ạ. À, trong này nó có thêm là một phái của rất là nhiều đây. Ủa đồng tiền đánh nhau bổ búp liên hoa cái à búp ấy búp ấy búp liên hoa cái à đấy búp ơi ngon à búp được cái ngon rồi em lưu thủy búp lưu thủy trời ơi đi sướng ngay chạy nhanh hơn đầu tư con Nga Mi anh ấy búp phải chạy ở nhanh rồi chúng ta đến với cả bên thương hội à búp được 10 phút à cái này nhá trò này nhá nó có cái này nâng thời gian búp lên cao ấy tức là mỗi một con nhân nó sẽ sắm hai bộ quần áo, một bộ là hỗ trợ tấn công chủ động và một bộ là hỗ trợ phòng thủ chủ động. Nami thì đa phần là nó sẽ mặc đồ hỗ trợ tấn công hoặc hỗ trợ phòng thủ chủ động ấy. Đây chỗ này là chỗ anh từng đi ra tù rất nhiều đây. Một người đã cờ lia cả server mẹ vào tù ngồi. Ô sư. Không có tiền vào tù mà ngồi. Vào tù ngồi em ạ, mẹ cờ lia server cả server đấy. Trời ơi. Còn có ở đây có cả những cái chuỗi nhiệm vụ có những cái chuỗi nhưng mà sao hết tiền để vào tù ngồi à? Thì hết tiền mua cái gì kia tiêu kiếp tán à, đúng không? Mua cái tẩy tủy để giảm PK. Thì tiêu kiếp tán đấy. À, tức là kiểu PK nhiều quá đấy. Mà không có tiền thì là NPC thành thị chúng ta đến với cả Dương Châu nhá, nơi có Tử Quang Các và cái gì ạ? Tàng kiếm nhá. Dương Châu à? Dương Châu. Ok. Đây. Đây chính là nơi mà bao nhiêu anh tài đã nằm xuống. Để vào đấy cầm võ đăng kiếm võ góc lác đánh. Có cứ bắt quái dã góc lác thôi. Rồi. Có cả cái chuỗi nhiệm vụ bắn chi ấy. Có nghĩa là phải có những thằng hiệp độc như ngày xưa thằng 7 đấy chơi đấy. Bắt test thằng lớp góc lác để đánh. Bây giờ thằng kia nó cày tiền nhỉ, nhìn nhỉ. Thương ngội cày tiền nhỉ, nhìn nhỉ, nhìn nhỉ. Cày tiền nhỉ. Còn đây thì xưa... chắc chắn rồi. Tử Quang Các lão nhân, đây là một trong những ông già đã nổi tiếng rất nhiều, nhưng bây giờ đồ Tử Quang nó không còn ngon như hồi xưa rồi. Vừa toàn đồ ấy thôi. Đấy, chúng ta đi một tí, đây chính là cái chỗ mà làm nhiệm vụ rất nhiều người đã làm nhiệm vụ ở đây đây. Đây toàn nhân vật làm nhiệm vụ đấy. Giống như kiểu cái là... màu xanh đấy. Cái game này là mặc dù là game 2D rưỡi, nhưng mà anh phải nói là nó hay nhất trong lòng game 2D rưỡi. Chủ tỷ lầu, đây chính là cái chỗ mà ông anh nói là chị Quán Chi đấy, bán cái máu hỏa long cho nó, à hỏa kỳ long, à là kỳ lân đấy, trong này được 10 vàng này. Bắt máu đấy nhưng phải đánh xong nó cơ, rồi hết rồi, vậy là tiền châu cũng đã đi hết rồi, rất là nhanh đúng không? Khoan thế, mình sang thành phát là mình mất búp à? Sang thành mất búp mà. Chứ lại còn có búp thì chúng em... ta đến với cả Tương Dương ạ. Đây thằng này thì là mở, ấy đây, mở đục đồ đây. Đồ có cả đục lỗ nhưng bây giờ hình như không biết là còn không? Có đồ đục lỗ khảm. Ở đây, chính là ông thợ rèn đây, chính là ông đặt đồ của chúng ta đây. Rất là quen thuộc. Bao kỷ niệm của về Tương Dương có một chỗ là sứ giả tàng kiếm ở đây ạ. Tàng kiếm anh hay đây đi về đây. Mình chôn giấu thanh xuân ở đây ạ, sứ giả tàng cái kiếm. Cái chỗ Tương Dương này nữa là cái đợt anh chơi server nó đánh ra anh cầm với những trưởng lão. Cả server không có một thằng nào có. Anh bán là thằng top 1 server 3.000 vàng. Mà thời đấy nó bán 100 vàng. 100 vàng là 600.000. Anh bán 3.000 vàng. Cái chỗ này là bắc môn Tương Dương để Linh Bảo Sơn. Linh Bảo Sơn đi qua Thiếu Lâm. Cái chỗ này là chỗ nếu mà gặp đồ sát phải đầu Thiếu Lâm thì mình đi lối này mình về đây. Đó. Bắc môn Tương Dương.
chỗ này thì là chuỗi nhiệm vụ gì ấy vẫn quên rồi, nhưng bây giờ như ít người chạy nhiệm vụ kiểu đấy lắm, người ta tập vào người ta nạp cái là xong. Dưới này thì nó sẽ có, đây là Đông Môn. Đông Môn này đi như Đông Môn không có chỗ đi đúng không? Đông Môn bị đi chưa đi được. Game mà đánh nhau nên là phải tính toán đấy em ạ, mà các phái đánh khá hay. Rồi chúng ta sẽ kết thúc ở ngay trong đoạn nhận nhiệm vụ thương hội đâu. Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thương hội đầu tiên cũng chính là chỗ này đây. Nhiệm vụ thương hội đầu tiên đây. Nào, dịch chuyển đây. Đi đâu đây anh ơi? Đi NPC thành thị, chúng ta đến đại lý đây. Đại lý? Đại lý phía đông nhá. Đại lý, ô, sao nhìn thôn dân này? Ừ, đại lý mà em. Đại lý thì là đại lý thì vừa cái lối vừa đấy, chúng ta đi ra Thúy Yên, Thúy Yên đấy. Bây giờ đi ra Điếm Thương Sơn đấy. Cái chỗ này là cái chỗ mà cày rất nhiều level ở đây này. Điếm Thương Sơn là cái chỗ cày level từ 7 mấy lên 7 mấy này. Nhưng mà giờ mình lên 85 sứ rồi. Lưu Điển này. Chỗ này là cái chỗ nhiệm vụ, tiếp tục nhiệm vụ Trịnh Quán Chi thôi. Tắc chắn. Từ Dương Châu sang đây thôi. Trịnh Quán Chi đây là những gần nhiệm vụ gần cuối rồi đấy. Đúng rồi, gần cuối đây, gần xong rồi đấy. Rất là quen thuộc. Ồ đúng thế. Đánh nhau đấy. Vì đánh nhau đấy. Có xin tí búp không? Búp đi. Không búp à? Không búp rồi. Đang búp Liên Hoa thôi. Đang búp sen. Đây em nhìn thấy chưa? Đây chỉ là một cái game lậu thôi. Em nhìn thấy cái lượng người chơi nó lớn chưa? Đây, giới thiệu mọi người, đây chính là cái chỗ mà chúng ta bắt đầu kiếm tiền đấy. Quá. Trịnh Quán Chi là một trong những chỗ mà kiếm được nhiều vàng nhất cái thời đấy. Rồi, sau thương hội Bắc thì chúng ta đi Giang Sơn Thôn. Giang Sơn Thôn là về thẳng bên Dương Châu đấy. Trần Lập Hành ấy thì là đây là cái chuỗi nhiệm vụ đấy thôi. Tôi nói cái thiên tầng tháp này, à đúng rồi, thiên tầng tháp đánh mấy con gia sư đấy. Thôi gọi đi nhá, chúng ta đến Phụng Tường thôi, hết rồi đấy, cái thành này đi hết rồi đấy. Phụng Tường à? Đâu không, Hoa Sơn khác em nhá, võ đang khác nhá. Có gì á? Lại đây. Hoa Sơn kiếm phái, võ đang kiếm phái em ô. Hoa Sơn kiếm phái kiểu gọi là Hoa Mai kiếm pháp đấy à? Phụng Tường ở giữa trồng mũi cây này, ui đánh nhau này, ui đấu đánh gì? Nhau rồi. Đông lắm, toàn thấy thú của chúng ta cũng nghe này, đứng yên hóng hết, hóng hết tiếng này. Búp kéo kìa, búp kéo kìa, búp kìa, búp kìa, đứng vào đây. À nó đổ ra búp ca rồi. Búp còn 3 giây thôi hết rồi. Ôi bọn nó này toàn đồ sát một đúng này. Nó chuyển màu đồ sát để búp cho nó đẹp. Ui búp nhiều thế. Bọn này phải băng chiến rồi. Có Lưu Thủy chạy nhanh này, có Bất Diệt lên máu à, có Phật Quang này, có Phật Âm luôn này. Ui hốt rồi, anh bở đi ra đây Liên Hoa luôn à. Mặc búp rồi đấy. Mặc búp rồi. Búp nhau thôi. Chạy siêu nhanh, mỗi tội ngựa kia hơi phèn. Mặc búp rồi, vượt nhau đây. Long Môn Trấn à. Ở đây toàn level cao thôi. Trời, đây toàn level cao mới chơi được thôi. Nam Phụng Tường. Bên này nhìn kiểu sa mạc nhỉ, nhìn kiểu sa mạc, kiểu sa mạc nhỉ. Đúng rồi, nó cắt át mà. Cái phong cách này sa mạc, bên kia thì lại hơi Đông Nam Á một tí. Bên đại lý thì hơi Đông Nam Á một tí. Đây là hơi Sahara thì em ạ. Bắc Phụng Tường. Kiểu khu sa mạc này, kiểu hoang mạc, nó có nhiều chốt nhiều bảo vật đúng không anh? Không phải là bảo vật. Bên này level cao hơn nhiều, thời mà anh chơi còn chưa có cái này mà. Đây, ông quan cao nhất đây, em nhìn nhà của ông này. Nhìn chưa? Cái ông quan cao nhất đây, thái thú ơi, mẹ nhà nhìn này. Nhìn có ra cái nhà không? Mà nhìn có ra cái nhà không? Thế là giàu rồi em ơi. Thế này là giàu rồi anh. Giàu ở đây rồi anh ạ. Thôi được rồi, chuyến hành trình của chúng ta đã kết thúc tại đây. Không sao mà phải. Lối đài.